Sao lưng hả chị? Ôi, trời ơi. Quay về làm TikTok hay vlog hả? YouTube anh. Có nhiều người thích coi khui vậy nè. Coi xong coi coi, ví dụ có ghiền quá thì chạy đi mua luôn. À, Giang, Giang chú dục cái vỏ chúng á coi. Đi sáu gần hết mùa rồi, đi sáu gần 2 tuần nữa là 10 ngày nữa hết sạch, tháng 10 tháng 11 mới có lại. Để cần minh kiến mình đó. Hậu hậu Covid đi. Hình như nãy 3,1 kg sao đây, hồi em mở video lại á. Dạ. Phải không chị? Đúng rồi. Bớt lại hơi vui. Hậu có biết căng quá, mới căng nó quay quay lại quên mất tiêu. Thank you.